Cô xin chào tất cả các em nhé. Các em ơi, trong tiết học toán ngày hôm nay, cô sẽ giúp các em biết được các hàng trong các lớp đơn vị, lớp nghìn và giá trị của các chữ số theo vị trí của từng chữ số trong mỗi số thông qua bài toán hàng và lớp. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau vào tìm hiểu bài học này nhé. Mục tiêu của bài học đó là biết được các hàng trong lớp đơn vị, lớp nghìn, biết giá trị của các chữ số theo vị trí của từng số đó trong mỗi số, biết viết số thành tổng theo hàng, vận dụng làm được các bài tập 1, 2, 3, trang 11, 12. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kiến thức mới của bài nhé. Đầu tiên, các em hãy nêu tên các hàng đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn cho cô nhé. Các hàng đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Những em nào có kết quả giống như cô thì cô tuyên dương tất cả các em nhé. Sau đây cô có một câu hỏi. Lớp đơn vị gồm mấy hàng và là những hàng nào? Các em hãy suy nghĩ nhé. Ở đây chúng ta thấy rằng lớp đơn vị sẽ gồm có 3 hàng: hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Những em nào có kết quả như cô tuyên dương tất cả các em nhé. Tương tự, cô có câu hỏi, lớp nghìn gồm mấy hàng, là những hàng nào? Ở đây, lớp nghìn gồm có 3 hàng đó là hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Những em nào có kết quả giống như cô khen ngợi tất cả các em nhé. Các em ơi, các em nhìn lên tiếp màn hình của cô nhé. Cô có số 321. Ở đây, chữ số 1 thuộc hàng đơn vị, chữ số 2 thuộc hàng chục, chữ số 3 thuộc hàng trăm. Cô có số tiếp theo 654.000. Chữ số 0 sẽ thuộc hàng đơn vị, chữ số 0 thuộc hàng chục, chữ số 0 thuộc hàng trăm, chữ số 4 thuộc hàng nghìn, chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn và chữ số 6 thuộc hàng trăm nghìn. Số cuối cùng 654.321. Ở đây chúng ta sẽ thấy chữ số 1 thuộc hàng đơn vị, chữ số 2 thuộc hàng chục, chữ số 3 thuộc hàng trăm, chữ số 4 thuộc hàng nghìn, chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn và chữ số 6 thuộc hàng trăm nghìn. Sau đây, cô sẽ có một câu hỏi dành cho các em nhé. Các em hãy nêu các chữ số ở hàng của số 654.321. Sau đây, cô xin đưa ra đáp án của cô nhé. Số 654.321 có chữ số 1 ở hàng đơn vị, chữ số 2 ở hàng chục, chữ số 3 ở hàng trăm, chữ số 4 ở hàng nghìn, chữ số 5 ở hàng chục nghìn và chữ số 6 ở hàng trăm nghìn. Cô chúc mừng tất cả các em có đáp án giống như cô nhé. Thông qua phần kiến thức cô vừa hướng dẫn các em, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau rút ra kết luận như sau. Số có 6 chữ số sẽ gồm có 6 hàng và 2 lớp. Ở đây gồm có lớp đơn vị và lớp nghìn. Lớp đơn vị sẽ gồm có 3 hàng: hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Lớp nghìn gồm có hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Để giúp cho các em hiểu rõ hơn về kiến thức của bài hôm nay, bây giờ
Cô và các em sẽ cùng nhau chuyển qua phần luyện tập nhé. Bài 1. Viết theo mẫu. Ở đây có đọc số và biết số. Lớp đơn vị gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Lớp nghìn gồm có hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Các em nhìn vào dòng đầu tiên cho cô. Người ta đã đọc số và biết số. Chúng ta thấy rằng chữ số 2 thuộc hàng đơn vị, chữ số 1 thuộc hàng chục, chữ số 3 thuộc hàng trăm, chữ số 4 thuộc hàng nghìn và chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn. Chữ số 3, chữ số 1 và chữ số 2 thuộc lớp đơn vị, chữ số 5 và chữ số 4 thuộc lớp nghìn. Tiếp theo, các em nhìn xuống dòng thứ hai cho cô nhé. Ở đây, yêu cầu chúng ta viết số. Cô sẽ viết được số như sau. Bây giờ, các em hãy suy nghĩ và cho cô biết. Ở số 45.213, các chữ số thuộc hàng nào? Lớp nào nhé các em? Sau đây, cô sẽ đưa ra kết quả của cô. Các em sẽ nhìn và đối chiếu với bài làm của mình nhé các em. Chữ số 3 thuộc hàng đơn vị. Chữ số 1 thuộc hàng chục. Chữ số 2 thuộc hàng trăm. Chữ số 5 thuộc hàng nghìn. Và chữ số 4 thuộc hàng chục nghìn. Ở đây chúng ta sẽ có chữ số 2, chữ số 1 và chữ số 3 thuộc lớp đơn vị, chữ số 4 và chữ số 5 thuộc lớp nghìn. Bây giờ còn 3 dòng còn lại, các em hãy suy nghĩ để có thể làm được cho cô nhé. Bây giờ các em hãy tạm dừng video clip để chúng ta suy nghĩ làm bài nhé. Sau đây, cô sẽ đưa ra đáp án của cô. Các em sẽ đối chiếu trên màn hình để biết được kết quả của mình làm đúng không nhé. Các em đã đối chiếu chưa nào? Cô xin chúc mừng tất cả các em có kết quả đúng như đáp án của cô. Các em tự thưởng cho mình một tràng pháo tay nào. Thông qua bài tập số 1, các em đã biết đọc số và biết số, cũng như biết được là các chữ số của số đó thuộc hàng nào, lớp nào, để giúp cho chúng ta củng cố về cách đọc số, cũng như biết được là các chữ số của số đó thuộc hàng nào, lớp nào, và giá trị của các chữ số đó. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng chuyển qua bài tập số 2 nhé. Bài 2A. Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào. Các em hãy nhìn vào mẫu của cô đưa ra nhé. 46.307. Chữ số 3 thuộc hàng trăm, lớp đơn vị. Các em ơi, các em đã làm xong bài tập của mình chưa nào? Bây giờ, cô mời tất cả các em hãy nhìn lên màn hình để xem đáp án của cô nhé. Cô xin chúc mừng tất cả các em đã có đáp án giống như của cô. Bây giờ, cô và các em cùng chuyển qua bài tập 2B nhé. Bài 2B. Ghi giá trị của chữ số 7 trong mỗi số ở bảng sau. Số 38.753, 67.021
79.518, 302.671, 715.519. Các em nhìn vào số đầu tiên cho cô. Chúng ta thấy chữ số 7 thuộc hàng trăm, nên giá trị của chữ số 7 sẽ là 700. Tương tự, các em hãy suy nghĩ để làm những câu còn lại nhé. Các em ơi, các em đã làm xong bài tập của mình chưa nào? Cô mời tất cả các em hãy nhìn lên màn hình để xem đáp án của cô đưa ra nhé. Cô xin chúc mừng tất cả các em có đáp án giống của cô đưa ra. Thông qua bài tập số 2, chúng ta đã biết đọc số, biết giá trị của chữ số, cũng như là chữ số đó thuộc hàng nào lớp nào. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài tập số 3 để đi viết tổng của các số nhé. Bài 3. Viết các số sau thành tổng theo mẫu. Các em nhìn vào mẫu của cô nhé. 52.314. Ở đây chúng ta sẽ thấy chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn. Cô viết 50.000. Chữ số 2 thuộc hàng nghìn. Cô cộng 2.000. Chữ số 3 thuộc hàng trăm. Cô cộng 300. Chữ số 1 thuộc hàng chục. Cô cộng 10. Và chữ số 4 thuộc hàng đơn vị. Cô cộng 4 đơn vị. Bây giờ các em hãy suy nghĩ để làm cho cô ba số còn lại nhé. Các em sẽ tạm dừng video clip để làm bài nhé các em. Các em ơi, các em đã làm xong bài tập chưa nào? Bây giờ cô mời tất cả các em hãy nhìn lên màn hình để xem đáp án của cô đưa ra nhé. Số 503.060 bằng 500.000 cộng 3.000 cộng 60. Ở số này có chữ số 0 thuộc hàng đơn vị, hàng trăm và hàng chục nghìn. Nên khi chúng ta viết tổng thì ở những hàng này các em có thể cộng chữ số 0 hoặc không cộng chữ số 0 đều được nhé. Cô đưa ra hai đáp án còn lại. Cô xin chúc mừng tất cả các em có đáp án giống như của cô nhé. Thông qua bài tập số 3, các em cần lưu ý cho cô. Khi viết các số thành tổng, nếu các chữ số ở các hàng là chữ số 0, thì chúng ta có thể cộng chữ số 0 hoặc không cộng chữ số 0 đều được nhé các em. Nãy giờ cô đã hướng dẫn các em làm 3 bài tập và cô hy vọng rằng là tất cả các em đều hiểu bài và làm bài thật tốt nhé. Các em ơi, sau bài học này, cô hy vọng tất cả các em sẽ nắm tốt kiến thức và hàng vào lớp. Sau đó, cô sẽ gửi bài tập đến cho ba mẹ các em. Cô chúc các em làm bài tập thật tốt và chăm ngoan nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại tất cả các em vào trong tiết học sau nhé.